Ủa, ơi ác đi tháp vô cực bao giờ chưa? Rồi, bà đi không? Đây 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 đây. Hôm nay thì tôi với lại Mitty sẽ đi chơi tháp vô cực, đi theo 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 tôi nè. Ơi, cái Qua tháp vô đây. cực này là cái chỗ mà khó khó lên đó đúng không? Đúng rồi, khó lắm, nhưng mà bây giờ làm sao để vô cùng cùng một lúc ta, để tôi mời bà vào nhóm thử coi. Đúng rồi, bây giờ ai thua làm gì đi. Ai thua làm gì đây? Ai thua phải Ai khen người kia đẹp. Sao mà dễ dàng quá vậy? Nhưng mà tôi thấy Phải khen chân thành thì nó rất là khó. à phải khen chân thành chứ không phải không được khen là đẹp thôi đúng không? Đúng Rồi đúng đúng rồi đúng rồi, đúng. ok. Thôi bây giờ tôi nghĩ gì đi, nếu như mà ai thua thì phải đi tỏ tình một bạn bất kỳ trong game đi. Vậy là cả hai luôn đi. Cả hai gì? Vừa khen đẹp vừa đi tỏ tình. Rồi ok. Ok. Hợp lý chưa? 10, 9, 8, 7, 6 nè, chuẩn bị bắt đầu nè, bắt đầu nè. Ủa, Vô nè, bắt vô đầu nè. phải ở đây hả? Nó tự ở đây xong rồi mình chạy nhanh lên. Tôi mong hy vọng là map khó để cho bà thức chơi. À, là còn có map map khác hả? Đây là đầu tiên tôi đi Lên đó. đi, go. Ủa, chị Tôi đi trước này. Ôi ơi, cái gì mà ấy, mua lét lẹ vậy? Tôi còn chưa đi cái này bao giờ nữa. Trời ơi, cái gì khó nhảy vậy? Té rồi. Ôi, cái khúc đầu mọi người đông đúc quá. Ui Hay lắm, hay lắm. 5 phút đó nha, 5 phút đó. Ui Tôi là thiên thần, bà là ma. Ma không bao giờ đấu lại thiên thần ấy ạ. Mà đang thắng đó nha. Tôi qua được Trời tiếp theo hơi sợ hơn. ơi, khó Rồi. vậy, cục tiếp theo khó vậy. Rồi tôi qua tới nơi rồi nha. Cố lên, cố lên. Cố lên. Rớt thiệt rồi. Ôi, chẳng lẽ hai đứa mình không đi qua được khỏi chỗ này luôn hả? Rồi xong, ở trên đây nó dễ lắm. Bà ơi. Ồ, tôi cũng nghĩ là cái cục này nó mới khó nè. Bà đâu rồi? Ôi da, Cố lên, đây vô. tôi sắp được rồi. Nè. Thôi cái trận này là nháp không tính nha, làm lại được không? Nháp không tính hả? Tại vì cái chỗ này nó vô lý quá. Chạy 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 đây 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 đây. Tháp này nhiều không? Thả mấy ma ra. Ai da, vậy nên nó khó rồi. Ôi làm sao nhảy lên được cái thành đó vậy? Đi đường tắt, đi đường tắt. Cái đó phải làm liều mới biết mới được. Sao biết đường tắt vậy? Em thấy mấy đứa nó nhảy theo thôi, ai biết được đâu. Ôi, tôi thấy rồi nè, tôi thấy đường tắt rồi. Các bạn nó bạn nhảy lên thẳng chỗ đó luôn. Nhưng mà thôi, tôi thấy đó. Ây da. Qua tới nơi rồi. Tôi thắng. Cú này tôi thắng. Ấy á, trời ơi. À, tôi thấy bà đây rồi. Đó. Đây, tôi chỉ cho. Thôi, đi 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 thử coi, Nhảy ngay góc xéo luôn á. Bà đi vòng ở ôi coi kìa. Tôi đi vòng cho nó an toàn chứ tôi sợ té lắm. Hồi nãy tôi mới thấy bạn kia nhảy cái té cái tôi ớt lắm. Rồi, đi qua đây. Rồi, có biết đường tắt nào nữa không? Không hết rồi đó, qua bên đây. À, mấy bà mấy má đường tắt làm chi rồi té. Mà chưa. Qua bên đây nhớ nhảy lên mấy cái chỗ màu sáng sáng như thế này nhảy qua nha. Tôi đụng mấy cái chỗ sáng sáng là chết á. Cái gì ghê vậy? No! Không để ý. Tôi mới nói xong không luôn. Ý là lúc đó tôi tưởng là cái cục sáng sáng ở đâu, không có biết là nó ngay chỗ đó luôn. Nhưng mà tôi thấy ở trên này có vẻ không ổn với bà đâu. Lại cái đó nữa hả? Không. Cái gì vậy? Nó sẽ cái Rồi, ép về quê rồi, về quê bán cà phê rồi. Nè, tôi nhìn cho nó cực để coi. Đấy, trời. Ủa, xong đi thẳng luôn hả? Đúng rồi. Ê, ghê quá à, đừng có hù tôi. Rồi, chỗ tôi này sao? Đây, nè, nhảy vô đây nè. À, phải đi vô cái chỗ đập đúng nhập. Rồi. Tức thiệt á. Đi trước đây. Cái trò này khó thiệt á. Trò này dễ.
té đi, té đi, té rồi hả? Chưa. Té đi. Không này thì mình khuyên các bạn đó là mình không có nên đi đi đường tắt đâu nha. Nếu mà các bạn biết đường tắt thì các bạn không đi, còn không biết đường tắt. Thấy rồi nha. Từ trên thiên đàng rớt xuống có một con heo. Mình là thiên thần. Thiên là con heo. Là thiên đó. Về rồi hả? Chưa, gần về. Thua đi. Chuẩn bị đời đi. Thua đi. Không đâu. Té không. Đi. Không. Không. Biết không. Có gì nữa. Không. Trên này hả? Có một cái rất khó. Nên mà cứ lên đây đi. Ui là trời. Ôi. Qua đâu rồi? Ui rồi xong. Yeah. Rồi trận này chưa quyết định nè. Ôi chạy. Mong rằng map này dễ. Ờ cái này dễ. Nhường đi trước hết đi. Đi lên sớm làm gì rồi cũng té xuống à. Ủa cái này là phải đi lên cái chỗ này hả? Ây da. Tôi thấy ở trên là có cái kia rồi đó Ad ơi. Ad thấy chưa? Rồi tôi thấy rồi. Ad thấy cái đỏ đỏ chưa? Hay là tạo trận mới? Thôi cũng được. Ủa cái này nó có cái thanh nhỏ này mình qua được không? Được, đi được. Nhưng mà tôi thấy cái kia là tôi sợ bắt qua không được đó. Thì ai qua được? Nếu mà tôi qua được tôi sẽ ở yên đó luôn và tôi sẽ làm thắng. Ok, bà qua được cái màu đỏ, bà tiến thắng luôn đi. À dạ. Wow. Chứ tôi qua được cái màu đỏ là ai hết cho tôi thắng luôn hả? Đúng rồi, qua được cái đó là thắng luôn rồi á. Vừa mới lên được cái là rớt luôn rồi nè. Sử dụng vật phẩm. Sử dụng hết tất cả vật phẩm nào. Sử dụng hết luôn, bà mua hết luôn đi. Đấy. Ê, tôi xài nhưng mà tôi đây không biết là nó có tác dụng gì cho mình á. Bà mua hết luôn đi. Ok. Tôi bay từ dưới, tôi bay lên luôn nè. Cho nó khỏe cho rồi. Bây giờ tôi đang xài cái điên nhanh hay sao? Đây nè, một phát bà bay lên tới cái chỗ này luôn nè. Đấy. Chỗ này à. Bà sử dụng hết chưa? Nè. Mua hết rồi nhưng mà. Nè, bay hai lần nè. Đó. Đó. Bay hai lần, bay lên đây luôn. Ờ. Hay gì trời. Chỗ này sao bay qua bên kia được đây? Từ, để tôi coi coi. Ây da, té. Bà bay hai lần xong rồi đáp, làm sao đáp xuống một chỗ nào đó ok nhất. Tôi vừa mới phát hiện ra một chỗ. Tôi sẽ không nói vậy, biết đâu. Đâu? Dạ, phải canh. Bay hai lần đúng không? Đúng. Còn lại mình dùng cái này mà cũng không qua được nó nữa. Thiệt á, là xí hổ lắm á. Nó tới đâu rồi? Ê, sắp được. Dạ, chỗ này được. Được không ta? Hả? Ô là trời, chết chán. Ồ, cái chỗ này ghê vậy trời. Ồ, anh chạy đến đó được luôn hả? Ê, tôi chê. Ở đâu rồi? Rồi. Rồi xong tôi về lại vị trí cũ rồi. Ủa sao vậy? Ây da. Mua thêm hả? Cái đó là cái gì? À cái cây kẹo mút đúng không? Đây kẹo mút đúng rồi. Trời ơi, còn một phút cuối nè. Hoàn thành trong vòng một phút cuối nè. Tôi lên. Cố lên. Lúc kịch vô nè, lúc kịch mì ha. Tôi là một con ma xanh đỏ. Xanh đỏ đỏ. Còn tôi là thiên thần. Có qua được không trời? Xong. Ad về rồi hả? Hạng 3 luôn. Bị té. 25 giây hết mình rồi. Mình xài hết cái này mà vẫn không lên được. Thì quê một cục chứ sao? Quê một cục thiệt á. Tại vì hồi nãy không có biết có cây kẹo mút nữa. Tí không mua cây kẹo mút. Nhưng mà thôi ít nhất 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Thôi được rồi, để tôi trả kèo nè.
Bởi vì mình đã thua Ok. rồi, cho nên là mình thấy hôm nay Ad thật đẹp trai. Ad có đôi mắt hai mí, cái mũi cao, đôi môi mỏng, đừng có chọn lên, rất là đẹp trai, rất là dễ thương. Và hôm nay tôi hy vọng đó là Ad sẽ trở thành người yêu của Ad sẽ trở thành người yêu. Thì ý là thả thính đối phương. Hiểu không? Trời ơi, cái Được ông được này. Ác trả lời đi, được ác có trở thành người yêu của tôi không? không Được quá. tôi bị Win. đêm á ui.